Lan kính chào quý khán giả đến với chương trình tin tổng hợp ngày thứ tư 11 tháng 9 năm 2019 của Người Việt TV. Bản tin hôm nay bao gồm các nội dung chính sau đây. Vi khuẩn ăn thịt người tấn công miền Bắc Việt Nam. Bắt giữ một số người Trung Quốc bào chế ma túy ở Không Tâm, Bình Định. Truy lùng nghi can hiếp dâm nữ sinh ở Cal State Fullerton. Và tin vợ chồng ở Sài Gòn hào hiệp tặng tài sản trị giá cả triệu đô la cho trẻ mồ côi. Sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, căn bệnh Whitmore từng bị lãng quên ở Việt Nam, nay bùng phát trở lại và chỉ trong vòng một tháng qua đã có 4 người chết tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội vì bệnh này. Báo Thanh Niên dẫn lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường là Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết là trong suốt 5-10 năm trước đây, bệnh viện chỉ tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhân mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn ăn thịt người gây ra Thế nhưng từ đầu năm 2019 đến nay thì trung tâm đã tiếp nhận tới 20 trường hợp mắc bệnh này, hầu hết các bệnh nhân từ các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Riêng tháng 8 năm 2019 thì có đến 12 bệnh nhân Quickmore bệnh nặng, trong đó có 4 trường hợp chết do vi khuẩn ăn nhiều bộ phận trên cơ thể của bệnh nhân. Mới nhất là trung tâm điều trị cho một nữ bệnh nhân quê ở Thanh Hóa bị Whitmore ăn cục cả cánh mũi. Đây là trường hợp bệnh nhân nữ đầu tiên mắc bệnh Whitmore ở phía Bắc. Trước đó, thì nữ bệnh nhân này được bệnh viện tỉnh chẩn đoán là nhiễm trùng do tụ cầu. Nhưng khi bác sĩ bệnh viện Bạch Mai cấy mũ thì phát hiện dương tính với vi khuẩn Whitmore. Ông Cường khuyến cáo là những năm gần đây, số ca nhiễm bệnh Whitmore ở Việt Nam được báo cáo không ngừng gia tăng cao điểm thường tập trung vào mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 11. Vi khuẩn gây bệnh sống trong bùn đất và nước. Đường lây truyền chủ yếu là qua vùng da bị tổn thương tiếp xúc với vi khuẩn hoặc hít phải các bụi chứa vi khuẩn. Đặc biệt là người bệnh tiểu đường, bệnh phổi và bệnh thận mãn tính thì nguy cơ nhiễm bệnh này càng khiến cho phổi, thận, gan bị tổn thương càng lớn thì nguy cơ chết lại càng cao. Các biểu hiện của bệnh rất đa dạng, gồm có sốt cao, đau cơ, có các ổ nhiễm khuẩn trên da, áp xe cơ, áp xe gan lách viêm phổi. Theo ông Cường, thì nhiễm vi khuẩn Whitmore thông thường thì 40 đến 60% bệnh nhân mắc bệnh sẽ chết. Căn bệnh này hiện chưa có vaccine phòng bệnh và khi đã khởi bệnh thì diễn biến của bệnh rất là nhanh có thể cướp đi mạng sống bệnh nhân chỉ trong vòng 48 giờ sau khi nhập viện. Song tỷ lệ chết sẽ giảm đáng kể nếu như bệnh nhân được chẩn đoán đúng bệnh và điều trị kháng sinh theo phát đồ hướng dẫn. Cũng liên quan đến tin Việt Nam là 13 tấn hóa chất và tiền chất dùng để sản xuất ma túy cùng hàng trăm lít dung dịch bị thu giữ sau khi công an đột kích và một khu nhà xưởng do nhóm người Trung Quốc thuê ở tỉnh Công Tâm hôm 11 tháng 9. Theo báo Zing thì trong vụ này, nhà chức trách đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 10 người, trong đó có 8 người mang quốc tịch Trung Quốc liên quan đến đường dây sản xuất ma túy quy mô lớn. Cùng ngày thì báo tuổi trẻ tường thuật, công an tỉnh Bình Định cũng phát hiện một lượng hóa chất rất lớn được cất giữ trong hơn 286 thùng phi. 300 bao bột và nhiều dụng cụ để tinh chế ra ma túy do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu. Hai kho chứa hóa chất dùng để chế biến ma túy đặt tại tổ 8, khu 7, phường Bùi Thị Xuân ở thành phố Quy Nhơn. Sáu người Trung Quốc được phân công nhiệm vụ coi kho tại đây đã bị bắt giữ. Hiện chưa rõ là hai vụ nêu trên có liên quan gì đến vụ một người đàn ông Trung Quốc bị bắt vì dùng xe bán tải chở 895 bánh heroin nặng gần 300 kg tại khu vực ngã tư An Sương, Sài Gòn hồi tháng 3 năm 2019 hay là không. Công luận đang chờ xem liệu là nhóm nghi phạm Trung Quốc tham gia sản xuất ma túy ở Việt Nam có phải ra tòa hay sẽ được trao trả cho nhà chức trách Trung Quốc. Việc Bộ Công an Việt Nam trả nghi phạm Trung Quốc về nước đã có tiền lệ và làm dấy lên mối hoài nghi về việc Hà Nội và Bắc Kinh có thể đã âm thầm thiết lập luật dẫn độ mà người dân không hề hay biết. Hồi đầu tháng 8 năm 2019, thì giới luật sư Việt Nam đã bày tỏ sự bực tức trước việc hơn 380 người Trung Quốc bị phát hiện tham gia điều hành đường dây đánh bạc, ứng dụng công nghệ qua Internet được Bộ Công an Việt Nam dẫn giải lên cửa khẩu quốc tế hữu nghị ở Lạng Sơn để trao trả cho nhà chức trách Trung Quốc. Nhóm nghi phạm này được ghi nhận là đặt cơ sở tại khu đô thị Old City Hải Phòng trong nhiều năm liền mà nhà chức trách địa phương không thể nào xâm nhập. Thưa quý vị, cảnh sát đang truy lùng một nghi can hãm hiếp một nữ sinh viên trong thang máy tại bãi đầu xe thuộc trường Đại học Carl Fullerton vào lúc sáng sớm ngày thứ Ba, 10 tháng 9. Theo nhật báo The Orange County Register thì cảnh sát của trường đại học này cho biết là sự việc xảy ra vào lúc nửa đêm tại tòa nhà đậu xe trên đường Network. Đến 1 giờ sáng thì bệnh viện St. Joseph đã báo cho cảnh sát County Fullerton là có một sinh viên nói mình bị hiếp dâm. Đại úy Cos Willey cho biết là cô sinh viên đi vào tòa nhà đậu xe lúc nửa đêm thì có một người đàn ông theo sau cô vào thang máy. Sau đó thì nghi can đã đè cô xuống đất và hàm hiếp. Đến cửa thang máy mở lại, nạn nhân vùng vẫy và chạy thoát được. Nạn nhân là sinh viên năm thứ ba và cho hay nghi can không có vũ khí, không hề nói một lời nào. Theo cảnh sát, thì nạn nhân vừa ra khỏi nhà tập thể dục của trường, nơi mở cửa đến nửa đêm và vào bãi đậu xe thì bị tấn công. Nhân viên công lực mô tả nghi can là một người da trắng, khoảng 25 tuổi, có tóc nâu dài đến vai, nghi can cao khoảng 5 foot 10 inch, nặng khoảng 160 pound, mặc áo thun màu xanh biển và quần đùi màu đen. Nạn nhân còn cho hay là nghi can có nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái và có mắt màu xanh dương hoặc là xanh lá cây. Cảnh khách sát Coast Fullerton cho biết là họ đang vẽ chân dung nghi can theo mô tả này. Ngoài ra cũng đang coi lại các đoạn phim từ camera an ninh Cảnh sát khuyên công chúng hãy gọi 911 khi thấy nghi can và không nên đến gần. Cuối cùng là tin có thể làm cho tất cả chúng ta đều cảm thấy cuộc đời thật đáng yêu. Đó là có một cặp vợ chồng ở Sài Gòn đã hào hiệp tặng tài sản cả triệu đô la cho trẻ mồ côi. Cụ thể là ông Bùi Công Hiệp ngụ tại quận 9 Sài Gòn cùng gia đình đã làm giấy trao tặng 2.500 m2 đất và căn nhà 3 tầng trị giá hơn 100 tỷ đồng, tức khoảng 4.3 triệu đô la để làm máy ấm cho trẻ mồ côi. Theo báo Người Lao Động, ngày 11 tháng 9 năm 2019, ông Hiệp cho biết là năm 2000, gia đình ông đã gom góp toàn bộ tiền dành dụm sau 5 năm kinh doanh xưởng cơ khí để mua mảnh đất trên. Năm 2010, thì ông Hiệp đã xin giấy thành lập máy ấm thiên thần ở đường số 1, phường Long Trường, quận 9, Sài Gòn và bắt đầu nhận trẻ mồ côi, tàn tật bị bỏ rơi từ năm 2012. Đến nay thì nơi này đã có 88 bé được nuôi nấng, ăn học đàng hoàng. Bé lớn nhất là 7 tuổi và nhỏ nhất chỉ mới 3 tháng tuổi. Lòng hào hiệp của gia đình ông Hiệp được thể hiện bằng việc mới đây vợ chồng ông đã dẫn nhau ra phòng công chứng quận 9 để ký giấy trao tặng toàn bộ quyền sử dụng 2.500m2 và căn nhà 3 tầng cho tập thể các bé mồ côi tại đây. Nghĩa là các bé mồ côi ở đây sẽ là đồng sở hữu tài sản này. Khi trưởng thành, làm ăn lỡ thất bại thì các bé cũng có thể có nơi quay về hay là có vốn lận lưng. Theo ông Hiệp, để có chi phí chu toàn hoạt động cho máy ấm thì mỗi tháng con trai ông là chủ một xưởng cơ khí ở quận Bình Thạnh đều đặn gửi cho ông 100 triệu đồng, tức khoảng 4.300 đô la, để trả lương cho 10 bảo mẫu cũng như chi phí điện nước sinh hoạt, ăn uống, tạ sữa, học phí cho 88 bé này. Chưa kể, toàn bộ bốn thành viên trong gia đình ông đều chung tay lo cho máy ấm. Không chỉ vậy, ông Hiệp cho biết thêm, tháng 10 tới đây, Gia đình ông sẽ khởi công xây dựng thêm một căn nhà 3 tầng trên khu đất 2.500m2 này để có chỗ sinh hoạt vui chơi cho các bé trên 3 tuổi với chi khu phí khoảng 5 tỷ đồng, tức khoảng 215.000 đô la. Vừa rồi, quý vị đã xem chương trình tin tổng hợp ngày thứ Tư 11 tháng 9. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Ngọc Lan chào tạm biệt và hẹn gặp lại!